Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu tháng 9, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021. Hiện tại anh em chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Yên Lập, đang có mặt tại gia đình nhà bác Ngọc Cương đây, tại thị trấn Yên Lập. Và gia đình bác là chuyên dịch vụ tiêm chủng vaccine. Đây là không gian phòng khách cũng như anh em chúng tôi là đang vận chuyển chiếc lọc bình để lên tầng 3 gia đình. Đây, trước mặt vị là cái không gian nhà của bác Ngọc Cương đây. Đây, anh em, ba anh em tôi đang phải vận chuyển đôi này lên tầng 3 của vị nha, mọi người cùng theo dõi. Trên nhìn lái đi, qua lại nhìn lái sao mỗi lần. Được không? Cô đây. Anh lên cua nó đi. Gỗ sạc cừ cuộn. Ôi, cuốn rồi. Nào xuống. Nào, nào đi xuống để chú làm. Bình tĩnh. Tấn như giờ này hết cơm rồi. Đi ra kia mua nó tổ cháu lươn nó ăn rồi. Ừ. Làm được cái cháu lươn luôn hả? Từ từ bà ăn thở ơi. Đấy, 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 đấy. Dịch vào không ra. Thế là nhà mình làm dịch vụ tiêm ấy hả bác? Tiêm tất cả các bạn Thế bác tên là Ngọc Cương đấy ạ. Bác chẳng là tiêm được nó là gì không? Tiêm này đó. Và đây là đôi lộc bình tại chúng tôi vừa bàn giao vào không gian phòng thờ tại trên tầng 3. Quý vị khách hàng có nhu cầu liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám ấy. Có số điện thoại là 0987 51086, có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Phê, Phú Thọ.